Qua trường hợp trên thì các bạn không nên đùa giỡn đến những nơi ao hồ sông suối khi không có người lớn giám sát. Theo nhóm em tìm hiểu, hiện nay Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ đuối nước. Độ tuổi trung bình ở thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh, môn học bơi ở trường em được xếp theo thời gian biểu. Vậy nên các bạn hãy cùng em theo dõi một tiết học bơi nhé. Chúng ta tập bằng đấm chân gồm 4 bước: bước 1 là co, bước 2 là bẻ, bước 3 là đạp, bước 4 là khép. Theo chúng ta là bằng tay. Tập bằng tay gồm 4 bước: tách, bước 1 là tách, bước 2 là kéo, bước 3 là ôm, bước 4 là duỗi. Các bạn Khánh sẽ thực hành động tác tay dưới nước, các bạn cùng chú ý xem nhé. Thực hành động tác tay dưới nước, bước 1 là tấp, bước 2 là kéo, bước 3 là ôm, bước 4 là duỗi. Chúng ta cùng làm cái chân dưới nước, bước 1 co, bước 2 bẻ, bước 3 đạp, bước 4 là khép. Đây là phần thực hành của bạn Phúc sau khi đã được bạn Khánh chỉ dẫn. Khi bạn làm xong động tác chân đến động tác tay thì bạn nhớ ngước mặt lên. Sau khoảng thời gian tập luyện thì đây là thành quả của bạn Phúc. Lưu ý một số quy tắc đảm bảo an toàn. Trẻ em khi đi bơi phải có người lớn giám sát thường xuyên, không được bơi ở sông, suối khi không có người lớn giúp bơi đi kèm. Khi bơi phải có phao bơi an toàn, không được chơi dở xung quanh ao, hồ, có sông để tránh trường hợp ngã, rơi xuống hố. Đối với những nhà có hồ bơi thì phải có hàng rào kính xung quanh và cửa có khóa để tránh trẻ em đi vào. Khi nên tập cho trẻ biết bơi từ sớm, không đi bơi khi thời tiết quá xấu hoặc đang quá no hoặc quá đói. Cần khởi động kỹ trước khi đi bơi. Đây là một số nguyên tắc của chúng em. Vậy nên các bạn hãy phổ cập kiến thức học bơi để chung tay phòng chống tình trạng đuối nước và khi bơi phải có huấn luyện viên theo cùng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem sản phẩm của nhóm mình. Xin chào tạm biệt tất cả.